Trời ơi anh Lưu à, giải cái điều gì mà khó nhảy muốn chết luôn hả? À? Khó hả? Chờ tôi chút nha. Anh Phúc ơi là anh Phúc, hôm nay anh sao vậy? Từ hồi sáng tới bây giờ tôi dạy anh nhảy cái gì anh cũng la khó hết. Bây giờ á, anh muốn dễ phải không? Tôi sẽ dạy cho anh điệu xì lô là an tâm nhất đó. Gì? Xì lô hả? Ừ. Làm sao? Là như vậy nè, chỉ cần ôm người đẹp lắc qua lắc lại mấy cái là được liền nè. Anh coi đây nè. Chạch chạch bùm, chạch chạch bùm, chạch chạch bùm, chạch. À, chắc là Lan tới rồi, để tôi ra mở cửa ha. Tuyết Lan, mời em vào. Anh Lưu, đây là Tuyết Lan, bạn của tôi. Tuyết Lan à, đây là anh Lưu, bạn của anh đó. Hân hạnh được biết anh. Hân hạnh được biết cô. Hai anh đang làm gì vậy? À, anh đang học bài. Anh đang học bài? Ừ. Thôi chết đi Lan, về. Có Lan đây mấy anh học cũng có được. Trời, đâu. Em yên tâm đi, anh học 5 phút là thuộc ha. À, anh Phúc ơi, anh mời người đẹp uống cái gì đi chứ. À, Tuyết Lan, em uống gì? Nhà anh có đủ thứ rượu hết á. Nè, whisky nè, mặt ten nè, cô nhắc nè. Rồi công nhận nhà anh Phúc rượu cũng phong phú ghê vậy đó. Nhưng mà thôi đi, cho Lan xin ly trà đá chanh đường được rồi ha. Trà đá chanh đường. Thôi mà đừng có nhái, tôi hiểu mà. Thôi hai người ở đây cứ nói chuyện vui vẻ nha, để cái chuyện đó tôi lo cho. À, Lan mạnh giỏi hả Lan? À, dạ em cũng thường anh à. Mà ba má Lan cũng khỏe hả? À, dạ ba má em cũng khỏe. À, Lan mới tới hả Lan? Em tới nãy giờ rồi mà. Trời ơi em mới nói là anh Phúc nói chuyện sao mà thấy thiệt thà ghê vậy đó. À, tôi rất vui khi Lan nhận lời tới đây đó. Anh Phúc biết không, em gặp biết bao nhiêu người đàn ông rồi mà người ta đến với Lan á, toàn là những lời hoa mỹ không à. Còn đối với anh Phúc đây thì Lan có phần ơn ớt, là Lan cảm ơn anh nhiều nhất á. Đâu phải vì anh Phúc đẹp trai hay là anh Phúc dám ăn dám xài, mà em thương anh Phúc là thương cái chỗ tính nó thiệt thà, ăn nói dịu dàng nhỏ nhói. Tâm hồn của em say xưa trong tiếng nhạc, lẽ nào lại đây đến một sinh viên. Em trước khi đến vũ trường cũng đã từng sống cuộc đời nữ sinh, vì tang thương biến đổi trong gia đình nên phải sống cuộc đời tối tăm. Dường như Lan có nhiều tâm sự lắm. Anh Phúc à, cái vui cái buồn của người vũ nữ như Lan á thì có đáng gì đâu mà để cho anh quan tâm. Em chỉ sợ là mai mốt đây á, cái tình yêu ban đầu mà nó dục qua rồi đó, rồi cái anh Phúc chê em, anh Phúc nói em là gái vũ trường, anh Phúc không yêu em nữa. Tuyết Lan, em làm cho anh xúc động quá. Trời ơi, bàn tay của em đẹp quá. Tuyết Lan. Anh Phúc à, chính vì sự trong sáng và ngây thơ của anh là thứ vũ khí sắc bén nhất để chinh phục cô Tuyết Lan đó. Anh Lưu, anh nói đúng đó. Em đã cảm động vì tính nết thuần hậu của anh rồi đó Phúc. Nhưng Phúc nè, anh đừng có làm cho em khổ nha anh Phúc. Anh hứa đi, nếu Tuyết Lan yêu anh sẽ đem lại hạnh phúc cho Tuyết Lan nha, nha Phúc. Anh hứa, nếu Tuyết Lan yêu anh sẽ đem hạnh phúc đến cho em. Phúc ơi, dù chỉ biết nhau qua vài tối ở vũ trường, mà Phúc ơi, em đã yêu anh thật rồi đó Phúc à. Anh Phúc, anh thấy chưa, người ta yêu anh rồi đó. Vậy còn không biết tặng cho người ta cái gì để làm kỷ niệm buổi ban đầu đó. Nè, em không muốn anh Phúc khinh thường em đâu nha. Nếu hai anh đối xử với em như là một cô gái nhảy thì em đi về liền đó. Tuyết Lan, em đừng có về. Để anh giải thích cho em nghe. Cái này anh đã có ý định từ trước. Đây, anh tặng em. Phúc ơi,
anh làm em xúc động quá Phúc ạ. Anh biết không, biết bao nhiêu người giàu hơn anh chạy theo em. Anh biết không, tặng quà cho em á là tặng quà từng cột gì nè. Mà em còn từ chối á, còn sợi dây chuyền này á hả. Thôi Phúc ơi, em không có nhận đâu. Tuyết Lan, chứ em muốn gì thì nói đại ra đi. Em đừng giấu giếm làm chi, khiến cho anh đây khổ lòng. Đã kết yêu nhau thì em ơi xin em đừng ngại, dù khó khăn nào anh đây cũng chịu. Sẵn sàng đáp lại tình em. Em muốn gì thì anh đây cũng chịu. Trời ơi, nếu mà thật thế thì đời của Lan thật là có phước. Vì Lan đã gặp được người bấy lâu nay Lan hẳn mơ. Cô Tuyết Lan, tôi biết cô không phải là người tham sang vàng bạc, nhưng cô đừng vì thế mà phụ lòng người mình yêu, có phải không anh Phúc? Đúng rồi, em cứ cầm lấy cho anh vui. Trời ơi, em nói thiệt chứ, thiệt á, cái tình yêu chân thật mới là đúng chứ mà thôi để em nể em nhận cho anh vui đi ha. Ồ, như thế là quả tuyệt vời rồi. Bây giờ để thêm phần sinh động, đó là tiết mục thứ hai. Tôi xin mời hai bạn cùng tôi nhảy một điệu nhạc rất ư là dễ thương nhưng không kém phần lãng mạn. Đó là điệu Xì Xì Lô. Em và anh Phúc nhảy điệu này ha. Anh Phúc để hai tay vô vậy nè. Trời ơi, làm gì mà run dữ vậy anh? Có gì đâu, dễ lắm. Bây giờ em bước đi, anh bước theo em là được rồi ha. Bây giờ bắt đầu nha, em đếm nha. Một nè, ít rồi, ôi sao dậm chân em. Tám. Dạ. Cái thằng quý, mày chí tầm bảy tầm bạ. Nhà Tây đầm nó ôm xà neo ở trong á. Trời ơi, đâu có lộn, cụ Kim cụ chỉ ở đây rõ ràng mà. Trời ơi, mày không tin mày vô mày coi coi. Dạ. Cậu Phúc ơi, cậu Phúc ơi, ba cậu lên kìa. Trời ơi, mày dắt ông tới đây làm chi? Đâu có dắt đâu, tại cậu Kim cậu chỉ chứ đâu có dắt. Thôi thôi, mày kêu ông về giùm tao đi. Không được đâu. Rồi tới. Phúc. Dạ. Mày đó hả Phúc? Ủa, ai vậy anh? Đầy tớ qua nó dưới quê lên kiếm anh đó hả? Ý trời ơi, không phải. Dạ phải à cô. Tôi á là đầy tớ. Đã đẻ ra thằng bố nghịch này, nó là thằng Phúc yêu dấu của cô. Tôi không ngờ ở đất Sài Thành này, họ có đôi mắt nhìn đời thật kỳ cục, để đánh giá trị người khác bằng hình thức bên ngoài. Nếu tôn trọng thì tôn kính bằng thầy, bằng như tôi gì cho là ăn bài đấy phải không? Bà lên đây chi cho thấy mệt vậy? Con lớn khôn chứ đâu phải dạy thờ. Bà lặn lội chi cho mất hết thời giờ à? Bà ở dưới quê á, chăm sóc ruộng vườn có hơn không? Phải rồi, tao lên đây chi cho mày thêm mắc cỡ. Vì có một thằng cha dốt nát quê mùa, suốt cuộc đời cặm cụi giáo giải quần bô, để nuôi mày ăn học nên dốc nên người. Tao lên đây chi để người ta miệt thị đó, nó khinh bỉ tao trước mặt của mày. Vậy mà mày trơ trơ cái mặt dạng bài vậy, còn dở giọng thầy đời muôn theo đuổi xô tao. Có phải vì không cái thằng con ngỗ nghịch, thật uổng công tao nuôi mày ăn học. Mày muốn cái gì tao cho mày cái nấy, nhưng dạy mày mày nhất định không nghe. Ông ơi xin ông chớ lớn lời, để thủng thỉnh rồi cậu Phúc sẽ nghĩ suy. Ở nơi đây mình nói quá cũng kỳ, nếu có gì về nhà cũng chẳng muộn chi. Anh Phúc ơi,
Chết rồi, hồi nãy em biết ba, em lỡ em nói vậy rồi sao hả anh? Bây giờ em qua chào đi. Em qua em chào ba hả? Ừ. Em kêu bằng ba nha anh. Kêu bằng ba. Dạ, dạ thưa ba. Ai cho cô gọi tôi bằng ba? Dạ 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 anh Phúc à, anh kêu. Nhưng mà tôi không cho kêu tôi bằng ba. Dạ thưa bốn. Hả? Sao biết tôi thứ bốn hay vậy? Dạ, con chào bác. Chú là ai? Dạ con là bạn của Phúc. Ờ. Anh Phúc ơi. Ừ? Có bộ tình hình ba anh căng thẳng quá. Anh có về. Bữa khác mình học đi anh Phúc. Anh về đi. Ờ. Ba tôi đang giận đó. Ừ, tôi về nha. Dạ, con bái bài bác. Thôi, tôi lội bộ chứ không biết bài. Anh Phúc ơi, thôi em cũng về luôn nha anh. Em về luôn đi, ngày mai mình gặp. Thôi, tối nay ở vũ trường. Được rồi, tối nay, về đi. Em về nha. Ừ. Phúc. Dạ. Mày nghe tao hỏi, tại sao mày nói mày lên đây mướn nhà ở chung với thằng Kim để lo ăn học? Tại sao không ở chung với nó lo việc học hành mà mày mướn cái chỗ này để làm gì đây mày? Dạ con nói ba nghe nè, ở dưới cổng lạnh rần rần, làm sao con học được? Vậy đó hả? Rồi mày mướn cái phòng này mày học cái gì? Mày học nhảy đầm, học chơi bời hả? Nay mày xin học tư, mai mày xin tiền mua sách. Mày nói mày học nhiều, thành ra mày nhức đầu. Rồi cái mày xin tiền mua thuốc uống, đủ thứ tiền hết trơn hết trọi. Mà tao thấy mày có học hành cái gì đâu. Tám. Dạ. Kêu con Tư vô đây tao. Trời ơi. Dạ. Mà kêu ai? Con Tư Lê nó lên nó thăm mày chứ ai. Mày dẫn đây chi? Trời đất ơi, tháng trước mày gửi thơ gì à? Mày nói chừng nào tía lên thăm mày dẫn nó lên chơi. Sao bây giờ mày nói vậy mày? Nói là nói vậy thôi, chứ con có yêu thương gì đâu. Tía. Ờ con. Con đứng ở ngoài chờ tía lâu quá, không thấy tía trở ra nên con. Anh Phúc. Trời ơi. Anh khỏe không? Em lên đây thăm anh nè. Em có đem bánh dừa, kẹo dừa, bánh tráng sữa cho anh nè. Bánh dừa này là tự tay em làm đó. Em thức suốt đêm để gói bánh cho anh. Giờ này ai mà ăn ba cái thứ mắc dịch này? Bánh sao? Dừa, bánh tráng sữa. Nghe nói tới là muốn nhức răng rồi. Sao vậy? Hồi đó anh thích ăn những thứ này lắm mà. Lúc trước khác, bây giờ thì khác. Còn cô nữa, cô đi đâu đây hả? Dạ em lên thăm anh. Thăm tôi làm chi? Dạ coi anh có khỏe không. Ai biểu lên thăm tôi? Dạ dạ tía biểu. Ừ, tao biểu ra được không? Dạ được. Nè, tôi nói cho cô biết nha, cô đừng có theo làm phiền tôi nữa. Ai nói cưới cô? Ai nói cưới cô cho tôi mà cô theo tôi hoài vậy? Tao nói. Tao nói được không? Dạ được. Nè nè, tôi nói là nói với ba tôi, chứ tôi không bao giờ tôi nói là lấy cô làm vợ đâu nha. Cô nhìn kỹ lại cô đi, cô quê mùa dốt nát, còn tôi cô thấy không, văn minh lịch sử nè, làm sao tôi lấy cô được hả? Trời ơi, tôi năn nỉ cô mà, cô đừng có làm phiền tôi nữa. Tía. Ủa gì vậy con? Tại sao con khóc? Nói cho tía nghe coi. Tía ơi, như vậy là anh Phúc ảnh không còn thương con nữa. Ảnh đã có người con gái khác đẹp xinh, nên vội quên đi lời thề năm cũ. Anh đang say với kỳ hoa dị thảo, nên còn vướng bận chi loài cỏ nổi. Oh.
một nắng hai sương. Thôi con, để đó rồi tía dạy, thì là nó nghe, đừng buồn nghe con. Đã vậy thì thôi, con xin tía hãy cho con được quay về với hàng dừa xanh, với dòng sông nhỏ. Chốn dấu cuộc tình buồn đã tan rồi theo gió bụi phồn qua. Tía. Tư. Tư. Tám à. Dạ. Mày chạy theo mày kêu con Tư lại, nó không có biết đường biết xa gì hết á con. Đi. Dạ. Phúc, tao đã nói rồi, mày phải cưới con Tư Lê. Tao đã hứa rồi, tao hứa là cưới nó cho mày rồi. Bà lỡ hứa thì bà về bà cưới nó cho ba đi. Trời đất ơi, mày ăn nói thiệt là cái đồ bất hiếu. Anh Phúc, tôi thấy anh nên nghe lời bác, về dưới cưới cô Tư đi. Chứ đó tôi thấy hai người thương nhau lắm, thề thốt với nhau, ở dưới mình xóm làng ai không biết. Nhưng bây giờ tôi không muốn cưới đó. Tôi hết thương rồi sao bắt tôi cưới hả? Sao anh nói kỳ cục vậy? Nè, ai biểu anh dắt ba tôi tới đây hả? Tôi đâu có biết. Bác tới phòng trọ tìm anh, chẳng lẽ tôi biết anh ở đây tôi không dẫn bác qua? Sao anh tài lanh quá vậy hả? Tôi đâu có biết, ai ngờ sự thể nó ra thế này đâu. Thôi anh đi, chớ lôi thôi. Chuyện hôn nhân tôi đã quyết định rồi, tôi không phải là hạng người uống mê để thiên hạ cười chê. Tôi không về, anh đừng đến kiếm chuyện, tình bạn thêm phiền. Tôi chẳng có thiết gì cái cô Tư Lê ở dưới Bến Tre đâu anh. Anh Phúc à, anh nói là sao, anh nên nói lại. Tại sao anh không chịu cưới cô Tư? Ba anh hẹn với nhà cô hôm qua, nay mai này làm lễ cưới cho anh. Ba anh đã định rồi, bây giờ anh không chịu thì biết liệu làm sao nói với thiên hạ cho vừa lòng thỏa dạ. Vừa lòng thỏa dạ thì anh về anh cưới nó đi. Nè nè nè, sư bậy không à. Tôi với anh là bạn, bạn thân từ xưa giờ, tự nhiên anh nói vậy tôi không đồng ý đâu à. Ừ, tao nói vậy đó. Anh mà còn mà ăn nói kiểu đó, từ đây về sau tôi không coi anh là bạn của tôi nữa. Tao cảm ơn mày. Chào anh. Sao, ông già về rồi hả? Về rồi. Ông cho tôi một trận á, rồi bỏ về. Bây giờ ông bắt tôi phải về dưới cưới, không ấy là ông từ tôi luôn. Anh không nhận lời ông già thì chết. Chết gì? Bộ anh muốn tôi cưới vợ lắm hả? Con nhỏ đó nó thật với anh á, nó vô duyên nè, nó quê mùa dốt nát. Trời ơi, bây giờ tôi không biết tôi phải làm sao đây nữa. À, mà Tuyết Lan đâu rồi anh? Lan giận rồi, Lan giận lắm đó. Bây giờ anh đưa cho tôi vài ghim để tôi chạy theo, tôi năn nỉ con Lan giùm cho. Nếu không á, Lan giận lại mệt lắm đó. À, được rồi. Đây nè, tiền nè. Ừ, thôi tôi đi rồi nghe. À, ráng giúp tôi nha. Cậu, cậu đưa tiền gì vậy cậu? Tiền gì kệ tao mày. Trời ơi, người yêu mình giận phải đưa tiền, người ta mới hết giận. Một vài ghim chứ có gì đâu mà thắc mắc hả mày? Ê trời đất ơi, giận mà lòi ra tiền hay thiệt ha. Vậy hàng chi ba ông giận hoài sao được. Nếu tôi mà giận lòi ra tiền như vậy, một ngày tôi cũng ráng tôi rặn, tôi giận chừng ít chục bận vậy đó. Vì cứ giận một lần thì được một vài ghim, một ngày tôi giận chừng năm bận là mười ghim chẳng tròi. Giận dai suốt tháng suốt năm, cậu dỗ cái kiểu đó là bả ăn cũng ngập mặt. Ở đời nghĩ cũng thật lạ lùng, giận hờn cũng có nhiều hạng khác nhau. Hạng giận người bị đánh, còn hạng kia giận ra tiền. Thôi, mày đừng nhiều lời xin xỏ, tao yêu nàng phải quý phải cưng.
Ở đời muốn chịu ý dây nhân, người ta có thể đánh đổi vàng sang với nụ cười. Đằng này tao chỉ tốn một vài ngàn cho vừa lòng mát da người yêu thì cũng vừa phải, chứ có gì đâu mà nhiều hả mày? Bởi vậy thật nghĩ thân tôi vô phước, sinh ra đời làm kiếp đàn ông. Phải chi tôi là một gia nhân, tôi giận cái kiểu đó cậu đầy vòi tiền. Im đi mày. Tôi giận à nghe, đừng nạt nó, tôi giận à. Trời, tôi già diêm với cậu. Mày làm gì á? Giận à đứa. Ui, làm nó ốc trời. Già diêm đi. Ha, rồi được rồi. Đứng đàng hoàng đi để cậu cho giày ghim nghe con ha. Quay mặt qua đó đi ha. Giày ghim, giày ghim, giày ghim. Anh Phúc chứ không ai đâu. Anh Phúc phải không? Thôi nghe, em giỡn nữa đâu nghe. Trốn ha. Tự nhiên hẹn với người ta rồi trốn mất tiêu ha. Nhận ra không? Trốn hoài phải không? Được rồi, trốn hoài là em về đó nghe. Em có dọa đâu. Về thiệt á. Em về nè. Anh ở trên này nè. Trời ơi, sao anh leo lên cây làm chi vậy? Ôi, có gì thì xuống đây nè. Xuống đi. Anh tặng cho em nè. Tặng em cái này chi vậy ông? Em không biết hả? Đây. Đây còn chi vậy trời? Cô dâu hả? Phải. Em là cô dâu. Còn anh? Anh là chú rể. Ê, không có được đâu. Mình chưa có cưới hỏi gì hết á. Làm vậy không có nên đâu. Tía biết, tía rầy chết à. Gì mà không nên? Hai bên gia đình đã hứa, em còn ngại gì nữa? Bộ em không muốn mình làm đám cưới sao? Em muốn lắm chứ. Nhưng mà anh còn đang đi học. Mai mốt anh lên Sài Gòn, em ở nhà một mình, em buồn lắm. Mà em nghe nói mấy cô ở Sài Gòn đẹp lắm. Còn em... Còn em đẹp hơn. Mấy cổ làm sao bằng em? Anh đừng có xí gạt em. Em chỉ là một cô gái quê mùa, không hương không sắc, làm sao mà sánh bằng với mấy cô gái ở trên Sài Gòn hả anh? Thôi mà, đừng có nghi ngờ anh. Anh làm sao quên được mùi tóc của em, như là mùi hương dừa. Đứng ngay đây mà anh nghe thơm lừng luôn đó. Thôi, em thích anh nịnh em đâu nha. Nói cho dữ vô hả, rồi lên Sài Gòn quên tuốt luôn. Anh thề, anh chỉ thương một mình em thôi. Anh đừng có thề. Anh nói thiệt đó. Em hãy tin anh. Anh ước mong sao cho nắng luôn tươi màu, cho bến duyên cao trâu mình luôn sống bên nhau. Anh hứa yêu em hoài từ bây giờ cho đến ngày sau. Anh hứa là phải nhớ nghe. Nhớ chứ, anh sẽ nhớ đến chết luôn. Bao lời chân tình em đềm tha thiết đã theo vào lòng. Xa vời em ơi, em thề trọn đời yêu anh.
giấc ngủ. Tay nắm trong tay dìu em qua lối nhỏ, đầy hoa nở chim ca mừng đón lễ con hồng. Như nguyện cầu cho chúng ta trong tình nghĩa vợ chồng, thấy hai bên đường đê nhiều trai làng gái xóm, mắt sáng môi cười nhìn đám cưới đi qua. Họ chúc an lành hạnh phúc của đôi ta, và cũng ước mơ một ngày vui hôn lễ. Rồi anh dìu em xuống con đò nhỏ, đò kết đầy hoa ánh sáng đón em về. Trăm năm chỉ một câu thề, xin anh hãy nhớ vẹn bề thủy chung. Đừng như con yến mất mùng, cho con sông nhỏ lạnh lùng nhớ mong. Anh hứa rồi đó nghe. Hứa thì ráng giữ lời. Em hãy tin anh. Anh có lên Sài Gòn anh học cũng là vì tương lai của hai đứa mình, tương lai của con chúng ta. Trời ơi, chưa gì mà nói đến chuyện con cái ở đây à. Thôi em không chịu đâu. Em em Tư à, Tư vợ hai. Dạ, dạ thưa tía gọi con. Con làm gì con ngồi thẫn thờ, con nhìn chằm chằm lên cái ngọn dừa. Bộ cái đọt dừa nó bị đuông ăn hả không con? Dạ không có gì đâu tía. Chồng con nó đi đâu mà từ hồi sáng tới bây giờ tía không thấy? Dạ anh nói anh ra nhà dây thép gửi cái gì đó con không biết. Tía nghĩ mà tía hối hận. Phải chi hồi đó tía để cho nó thân sơ thất sở một thời gian trên Sài Gòn, để cho đời giải khôn nó. Tía đâu có ngờ, tưởng đem nó về đây lo vợ con cho nó là nó biết chí thú nó mần ăn. Nó tệ quá con. Tía, tía đừng có buồn. Tía lo cho chúng con quá nhiều, rồi tía sẽ sanh bệnh. Tại con vụng về không biết cách đối xử. Đối xử làm sao nữa con? Gia đình này một tay con lo liệu, tía đau tía bệnh một mình con chăm sóc. Vậy thôi chứ còn muốn sao nữa con? Dạ có gì đâu tía, chuyện nhà lặt vặt này con làm được mà. Con chỉ cầu mong cho tía luôn được khỏe mạnh, anh Phúc cũng có ngày nghĩ lại, lo lắng cho gia đình, thương tía, thương con. Con khóc đâu phải không con? Dạ đâu có tía. Đừng giấu tía, tía biết hết đó con à. Nhưng mà để tía nói cho con nghe. Con ơi, nước mắt của con cũng không giải quyết được gì đâu, cũng không thể nào làm vơi bớt những điều khổ. Phần khiến tia đây rất đổi đau lòng, ngày tháng con cứ tao tần. Sao trước gì chỉ một
một mình con tia biết rồi đây. Khi mà tia đã vô phước mãn phần, hạnh phúc nó sẽ thay lòng. Dù anh Phúc có thế nào, con vẫn vậy, vẫn một lòng sắt son. Tư à! Tư! Dạ! Mụ điếc hả? Sao kêu hoài không lên tiếng? Dạ, mình vừa kêu là em dạ đó. Mới chiều hôm qua, tôi bỏ 5.000 đồng trong túi, sáng ra đầu mất. Dạ, em đâu có lấy. Cô không lấy thì ai vô đây lấy? Không lẽ nè, ba tôi? Phúc à, mày đừng có vu oan giá họa cho nó. Suốt đêm hôm nó ở trong phòng, nó lo thuốc men chăm sóc cho tao, nó không có chợp mắt, thì làm sao nó lấy tiền của mày? Mình ơi, từ đó tới giờ đó, em đâu có tánh tham lam đâu. Mình đừng có nghi oan mà tội nghiệp cho em. Em lo em thương mình không hết, lẽ đâu em lấy tiền của mình. Con Tư nó nói phải đó. Ba bên vợ con hoài, làm sao con giải được? Nó sanh tâm ăn cắp tiền, ba cũng dung dưỡng. Dạ thưa cậu, mà bà Sáu bà nói cậu đưa vậy là không có đủ á. Tập. Dạ. Mày để tao nói chuyện với ba tao được không? Không. Bà nói là nếu mà cậu tính mà không xong nó hang là bà qua bà nói cho ông biết á. Tôi sợ. Sợ con khỉ. Mày đi đi. Tam. Vô ông biểu. Tao biểu mày đi. Tam. Trời đất ơi, bộ tao hết thời rồi hả mày? Dạ con nghe lời ông, nhưng mà rồi con ở lại chắc con hết thời. Đừng có sợ, có ông ở đây nè. Nói cho ông biết, cậu hai mày thiếu nợ của bà Sáu không? Dạ đâu có thiếu nợ gì đâu. Cậu hai kêu con đem tiền qua trả cho bà Sáu thôi à. Ê, trời ơi. Ai biểu mày tài khôn vậy? Tao mắc nợ bà Sáu hồi nào hả? Ủa nói vậy tôi nghe lầm sao? Hồi sáng cậu đưa tôi 5.000. Mày điên hả? Dạ 5.000 thiệt mà. Cái hồi mà cậu móc túi ra, tôi đếm đủ 5.000 trước mặt cậu à. Rồi cậu còn dặn đem trả cho bà Sáu. Vậy đó, vậy đó mà nó vu oan cho vợ nó ăn cắp 5.000 đồng bạc của nó đó. Dạ đâu có, mợ hai đâu có lấy. Cậu hai đưa tiền cho con mà. Vậy nếu lộn để con chạy qua bà Sáu con đòi lại ra cậu. Rồi mày trốn luôn đi nha, đừng có vác cái mặt về đây nữa. Tôi tự nhiên đuổi tôi tại, tôi đâu có làm gì đâu đuổi tôi. Đi đi mày. Thôi ông ở lại mình giỏi. Mình sáng nay mình chưa uống cà phê phải không mình? Thôi để em pha cà phê cho mình uống nghe. Cảm ơn. Muốn bỏ thuốc độc hại tôi chết đợi khi khác kìa. Mình nói gì kỳ vậy? Sao mình nói là em muốn hại mình? Phúc à, đồ rài tao thấy mày quá đáng lắm. Tại sao mày cứ kiếm chuyện với vợ mày hoài là sao vậy mày? Vợ con nghe phát chán. Từ ngày ăn ở với mình, em thấy mình cứ khó chịu với em. Không hiểu là em có làm điều gì sai quấy không? Mình cứ nói đi. Nói đi để em sửa, em chiều theo ý của mình. Chiều chiều sửa sửa cái gì? Cô có sửa được cái bản chất nhà quê của cô không? Hả? Cà phê pha thì ngọt như chè, đồ ăn thì chén to khó mặn. Ra đường thấy vợ người ta phát ham, về nhà thấy con vợ gì phát chán. Mình biết em quê mùa dốt nát, vậy mà mình còn cưới em làm gì cho em khổ? Ai hứa? Hả? Ai hứa? Ông già ông lựa cô rồi bắt buộc tôi cưới. Con gái người ta như hoa hồng, hoa cúc thược dược hải đường. Còn cô, cô nhìn kỹ cô lại đi. Như là cỏ mai, bông súng, bông lục bình, bông bụp, bông... Nói không tôi nói bậy nữa. Phải mà, em biết mà. Em biết mình trót mang thân phận quá đồng có nỗi quê mùa sâu xa. Nắng mưa đồng ruộng nhuộm sầm nét già.
hồng phấn không son không nhung gấm lụa là áo dài quần bô rẫy đầu liếp cà mà thủy chung nghĩa tình em giữ vẹn một giá thờ chồng son sắt không phai không để cho tiếng đời khinh miệt má đỏ môi hồng mà phóng hành ô quê thôi chớ gian ca chớ có điêu hoa chớ dùng lời chửi xiên chửi xéo có nổi hoa hèn sao không thẹn lấy thân Phúc. Trời ơi mày im giùm tao cái được không mày? Thiệt là quần khốn nạn, đồ mất dạy. Phường An Hải, mày là thằng sanh trưởng tại đồng quê, sau nay trở mặt đi chửi mắng đồng quê. Phải chăng mày chửi ông cha của mày? Ai ai đã nuôi mày khôn lớn mày nên người vậy mày? Tôi không chửi không khinh ai hết á. Cái gì cổ hủ á thì mình bỏ, cuộc sống nào hay á thì mình phải theo chứ. Hay là ở chỗ nào? Là ở cái chỗ ăn mặc lè loẹt, xài tiền như nước, kêu cha mình bằng kêu cha mình bằng thằng già này thằng già nó, phải không? Cái thằng con trời đánh. Tía, tía ơi, tía đừng có giận. Tía giận là tía bệnh đó. Mình ơi, mình đừng có trả lời với tía mà tía đang bệnh. Mình đừng có làm tía giận, tía bệnh thêm bây giờ. Cô im đi. Cô còn chế dầu vào lửa nữa hả? Phải mà, ba nghe lời nó, ba la lớn lên cho hàng xóm biết đi, có ai phải ai quấy. Tôi dạy vợ tôi có liên can gì đến ba không? Hả? Như vậy là sự có mặt của tôi trong gia đình này cũng như không phải không ba? Tùy ý mày. Muốn đi đâu thì đi. Đi khỏi nhà này đi. Tao từ mày. Tía. Tao không nhận mày là con của tao nữa. Ông khỏi thằng đuổi. Tôi đi liền bây giờ nè. Mình ơi. Mọi sự cũng tại cô hết đó. Mình ơi, mình. Tía. Tía ơi, anh giận. Anh đi thiệt rồi tía ơi. Kệ nó con. Nó đi cứ để cho nó đi. Cái thứ như nó vậy đó con đừng có luyến tiếc làm gì. Nó có đi luôn cũng mặc kệ nó. Con cứ ở đây với tía. Dù là con dâu, nhưng lúc nào tía cũng coi con như là con ruột ở trong nhà vậy. Tía. Mấy đêm nay con thức con lo cho tía. Con mệt lắm. Ngồi xuống đây đi con. Ngồi đi. Rồi tía nói cho con nghe. Con biết không, thằng Phúc nó hư đốn tới mức độ này do tía đó con. Cái hồi má nó mới chết, tía cố tía làm lụng vất vả ngày đêm là mong kiếm được nhiều tiền cho nó được sung sướng với ta. Cho tới hôm nay tía mới hiểu ra một sự thật vô cùng chua chát, rằng đồng tiền cũng không thể tạo nên hạnh phúc của con người. Cầm bấy cuộc đời, trong khi tia cho nó thiệt nhiều tiền tài vật chất, mà tia quên dạy cho nó biết giá trị của những giọt mồ hôi. Tia
cho nó được sống tự do, mà quên dạy nó biết đường đời nhiều cấm bay. Quên dạy nó biết yêu từng củ khoai hạt lúa, yêu hàng dừa xanh soi bóng mặt sông đầy. Giờ đây tôi mới hiểu ra một điều quan trọng, muốn bảo tồn môn tộc thì đâu phải chỉ lưu lại một giọt máu mà thôi, mà điều quan trọng nhất là phải dạy dỗ con mình từ khi tuổi còn thơ. Tám, mày làm gì mà mày cản đường cản ngõ tao hoài, không cho tao vô gặp ông Tư vậy mày? Tội nghiệp gia đình tao đang xào xáo mà. Xào xáo cái gì? Nhà tao cháy đây rồi sao? Thì để khi khác đi. Người ta đang đau nặng, bà vô bà mắng nhất bằng như bà giết người ta không gươm không đau. Dẹp mày, đi chỗ khác mày. Dạ, dạ con chào ông Tư, con mới qua. Ờ, cô sao mới qua chơi? Ngồi đi cô. Dạ thưa ông Tư, dạ chẳng hay có cậu Phúc ở nhà không vậy ông Tư? Ờ, thằng Phúc nó mới vừa đi đâu đó cô ơi. Đi rồi. Mà cô tìm thằng Phúc có chuyện gì? Con nói cho ông Tư nghe nè, con qua tìm cậu Phúc á là để con đòi tiền. Trời đất ơi, cậu mượn tiền của con, cậu nói 3-4 ngày cậu trả, mà bữa nay là 3-4 tháng rồi, đồng bạc vốn đồng bạc lời nào cũng không có hết trơn á. Mà tiền này đâu phải tiền của con đâu, con mượn của người ta rồi con cho con mượn lại. Con ở chánh giữa hả? Con ăn có chút xíu hả? Bởi vậy người ta nói, ở đời có 4 cái ngu: làm mai lãnh nợ, gác cu cầm chầu. Mà con dính vô cái thứ hai đó ông Tư. Trời đất ơi, bây giờ người ta đòi con, người ta đòi đốt nhà của con rồi, giờ sao đây ông Tư? Thôi thôi cô, chuyện đâu nó còn có đó. Nếu thằng Phúc nó không trả cho cô thì để đó đi, rồi từ từ tôi trả cho. Nhưng mà rồi nó mượn tiền của cô, mà nó có nói nó mượn để mận gì không cô? Thì ổng nói với con á là ổng mượn tiền á về lo thang thuốc cho ông Tư. Trời. Mà con có thấy ông Tư bệnh hoạn gì đâu, cùi cùi vậy chứ có bệnh gì đâu. Cô bị nó gạt rồi. Hả? Gạt con hả? Tôi có bệnh hoạn gì đâu cô. Lớn tuổi rồi, trời trời trái gió vậy đâu, cái nó ho hen nó làm mệt đôi ba ngày cũng hết. Mà dầu cho tôi có bệnh hoạn gì cho nặng nề lắm thì cũng đâu có đến nỗi nào phải đi vay đi mượn tiền của cô. Cô thấy đất ruộng của tôi đó, cả cái vườn dừa của tôi, buồn nào buồn nấy nó ram gió hết trơn hết trọi. Người ta tới người ta đòi mua hoài mà tôi không có bán, bởi đâu có túng thiếu gì đâu cô. Ông Tư nói sao? Ông Tư nói ông Tư còn cái vườn dừa à. Mà cái vườn dừa nào vậy ông Tư? Trời đất ơi, thì cái vườn dừa của tôi ở đây cô không biết sao cô hỏi lạ vậy cô sao? Trời đất ơi, làm gì còn cái vườn dừa nữa ông Tư? Ai bưng đi đâu mà không còn. Tôi nói cái vườn dừa đó hả, cậu Phúc cậu cầm cho con rồi. Đây nè, bằng khoán con cầm ở trong tay nè, ông Tư coi có đúng không? Đúng cái bằng khoán không? Cô đưa cho tôi coi. Tôi không có được cả nha. Con chỉ đưa cho ông Tư coi thôi, chứ còn cầm thì dứt khoát không được nha. Ha. Con bây giờ con nói với ông Tư vậy nè, cái bằng khoán rõ ràng vậy rồi đó ha. Bây giờ con kỳ hạn cho ông Tư trong vòng 3 ngày đem tiền qua trả cho con. Còn nếu mà quá 3 ngày thì kể như cái vườn dừa này thuộc về con. Vậy ha ông Tư, thôi con về. Sáu ơi Sáu, trời ơi 3 ngày mới xây trở gì kịp á Sáu ơi. Trời đất ơi, xây sở không được cũng phải ráng mà xây chứ, làm sao mà tôi xây được. Dạ bây giờ 3 ngày thôi. Gấp quá à Sáu ơi. Dạ từ từ đi nghe Sáu. Thôi không có từ từ gì hết á, y vậy nha, 3 ngày thôi á, tôi về à. Sáu, Sáu ơi. Trời Phật ơi, nó khốn nạn tới mức độ này sao trời? Nợ đời còn nặng nề lắm, tôi sợ mình không mang vác nổi. Khi bước quay về vẫn mòn mỏi với thời gian,
Tôi thấy đất dưới chân của mình nó đang tỏa vị mặn mồ hôi. Những giọt mồ hôi mà suốt mấy chục năm trời tôi đã nặng tình với đất, để cho vườn dừa xanh cứ bạc ngàn xanh tươi mai. Cứ mỗi tàu la rụng rơi là cuộc đời tôi thêm được một nấc chiều cao. Ôi cái ước mơ bình dị của ngày nào được nhìn thấy con trai của mình nó thành nhân chi mi. Vậy mà cho tới hôm nay có ai hiểu cho tôi? Tôi nghe đau nhói trong lòng ngày tàn, lá vàng rơi rụng, ai trỗi tiên nguyệt cầm khoan nhặt nhặt khoan. Âm ba giữ ai quan ai khan. Nồi ruột của tôi sao nó quá vô tình. Trời ơi, tôi sống nữa để mà làm gì? Tôi chết cho vừa thật. Tía ơi, trời ơi sao tay tía tôi lạnh quá. Tâm ơi, Tâm ơi. Trời ơi, con tía tôi sao đây nè, tôi sợ quá à. Ông ơi, ông sao vậy ông? Sợ tía ơi. Trời ơi, sao tay chân lạnh ngắt vậy? Ông ơi, ông. Thôi vô ông ơi. Nãy giờ ông ngồi ngoài này cũng lâu lắm rồi, giờ mình vô nhà ha. Chứ để hồi mợ hai đi chợ về, mợ hai thấy mợ hai rầy con chết, đi vô không? Rồi không chịu vô. Không chịu vô vậy ngồi đây ha. Ngồi đây giờ mình tập nói nha ông. Nói giống như hôm qua ha. Ông ơi, ông hãy nói, nói đi ông. Nói giùm con một tiếng thôi. Con đếm 1, 2, 3 là ông nói ha. 1, 2, 3. Ông nói gì mà con chẳng hề nghe. Ông nói rõ ràng đừng có dính chùm nhau. Bây giờ ông gọi tên con là thằng Tám nha. 1, 2, 3. Trời ơi trời, tôi sắp phát khùng điên. Ông cứ ngồi ú ớ triền miên, kiểu như ông chắc suốt đời câm thiệt. Thương con thì ông hãy nói đi ông. Bây giờ con đếm 1, 2, 3 là ông nói nha. 1, 2, 3. 8. Nói đi ông. Kêu 8 đi ông. 8. Gì Phúc? Trời ơi, giờ cậu hai bỏ ông, cậu hai đi mất tiêu rồi. Kêu Phúc gì đứa không biết nữa. Giờ kêu 8 đi, con ở kế bên ông nè. Mày ông kêu 8 rồi, cái gì cũng làm cho ông hết á. 8.
Phúc nữa. Phúc ăn trứng cút. Tám ăn trứng gà. Ông muốn ăn trứng nào? Trời, Tám, Tám làm cái gì mà ông khóc vậy? Dạ, tại con nhắc cậu Phúc, ông nhớ cậu Phúc, ông khóc. Đã dặn rồi, ông đang bệnh, sao để ông ngồi ngoài này? Gió mái dữ lắm. Tại ông đòi, ông biểu cho ông ra ngoài này để ông nhìn ra ngoài lộ có ai về không vậy mà. Nè, nghe mợ dặn, không được cho ông ra ngồi ngoài đây nữa. Đi vào trong nhà, nghe chưa? Sẵn nè, đem con cá này vô làm đi. Lát nữa mợ nấu cháo cá cho ông ăn. Còn mợ hốt một mớ lá dừa khô để làm củi. Tía, tía ơi. Con nè tía. Con là Tư Lê nè tía ơi. Thôi bây giờ nè, tía vô nhà đi nghe tía. Tía vô nhà nghỉ đi, ngồi ngoài này gió mái dữ lắm nghe tía. Tám ơi, phụ với tôi đưa tía tôi vào nhà đi. Dạ, thôi mình đi vô ha ông ha. Này, vô. Có ai ở nhà không? À kìa, cô Tư. Anh Kim. À, cô Tư khỏe không? Dạ khỏe. À, cô Tư biết không, hồi sáng này tôi đi có câu chuyện bên cù lao á, rồi tôi nghe bà con người ta nói có ông thầy thuốc nam hay lắm, cho nên tôi ghé tôi hốt cho bác mấy thang nè. Cô Tư sắc cho bác uống coi đỡ không nghe cô. Dạ. Sáng á một thang, chiều sắc một thang. À, bữa nay bác Tư đỡ nhiều chưa cô? Dạ thì thấy tía tôi cũng đỡ đỡ thôi anh à. Được Tám tập cho tía tôi nói, nhưng mà cũng chưa khá lắm. Ồ vậy à. Thôi để tôi đem thuốc vô trong rồi tôi thăm bác Tư luôn nghe. Dạ. Mợ ơi mợ. Gì vậy? Trời ơi lúc này đầu óc mợ sao nó lu bu sao á. Mợ mua cá nấu cháo cho ông mà mợ quên mua hành à. Chết 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 trời ơi, thiệt đúng là tôi lộn hồn lộn vía. Quên hành rồi hả? Dạ. Không mấy chịu khó chạy ra chợ mua mớ hành giùm tôi đi. Mợ ơi, mợ bình tĩnh chút xíu rồi mợ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bây giờ trong nhà này chỉ còn trông cậy có một mình mợ thôi. Đúng, ha? Đúng. Mà mợ mà có mệnh hệ nào là cứ như là xong luôn. Ờ, xong là sao? Thôi được rồi, bây giờ mợ ở nhà coi chừng ông đi ha. Để tôi chạy ra chợ tôi mua me. Gì vậy? Ủa quên lộn mua hành. Trời ơi, còn lộn hồn hơn tôi nữa. À, bữa nay thấy bác khỏe nhiều lắm rồi đó cô Tư. Dạ. Anh Kim à, tình cảnh gia đình tôi trong lúc này, nếu không có anh tới lui để giúp đỡ, tôi không biết làm sao nữa. Ơn nghĩa của anh. Thôi, cô Tư cứ nói ơn nghĩa hoài à. Không có anh Phúc ở nhà thì cô Tư xem tôi giống như là anh Phúc được rồi. Không phải, ý tôi muốn nói là xem tôi giống như là con cháu của bác Tư trong gia đình được rồi. Bên này á có đơn chiếc gì tôi qua tôi phụ tôi giúp cho, đừng có ngại gì hết trơn hết trọi á. Mà từ lúc anh Phúc anh đi tới bây giờ, anh có thư từ gì về không cô Tư? Từ ngày tía tôi ngã bệnh, anh đi biển biệt không thấy về. Tại sao vậy hả anh Kim? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy hả? Thôi thôi, cô Tư đừng có sầu khổ nữa. Từ từ rồi bệnh của bác Tư sẽ thuyên giảm, rồi anh Phúc sẽ trở về. Cô có buồn có khóc hoài vậy cũng không giải quyết được gì đâu cô Tư à. Tôi biết mà. Tôi biết nước mắt của tôi không làm thuyên giảm được bệnh của người cha chồng hiền đức, cũng không làm sao cứu vớt chồng tôi ra khỏi bước trầm luân. Nhưng làm sao mà tôi không khóc được giờ anh? Anh ơi, tôi khóc cho thân. Chiếu cảnh cô
ngày qua chưa phai mờ. Tuổi thân mình bạc phân hồng nhan, gió mưa như đe dọa mái nhà. Tương lai mập mờ tạo quá thở. Thời gian qua tôi đã chờ đã đợi, nhưng tôi chờ đợi đến bao giờ? Hương đồng nổi phai rồi, trăng vàng ai sẽ làm đôi? Cô tư ơi, bước chân vào đời là dấn thân trong ngàn trùng gió lòng. Một chiều nào gió đánh đổ cuộc buồm thuyền đời xoay trong bao táp, nhưng khóc than không ngăn được biển nổi ba đau. Dừng tay chèo vượt qua bao tố, ta tìm ra lẽ sống của cuộc đời. Phải, tôi phải sống, nhưng hy vọng thì đã hết rồi. Không, tôi tin là anh Phúc sẽ trở về với cô. Những kẻ phiêu bạc dầu cô đi đến nơi đâu, cô say với cảnh lạ đường xa, với non xanh nước biếc. Rồi đến khi họ dùng chân môi gối, cũng quay về quê xưa để tìm lại cội nguồn. Tôi chỉ sợ ảnh đi không bao giờ trở lại. Tôi có chờ có đợi cũng chỉ hoài công thôi. Tại sao không trở lại? Đây là nhà của tôi mà. Chưa chi đã muốn tôi biệt tâm biệt tích à? Mình, trời ơi, đi đâu mà biệt tâm biệt tích vậy hả? Bây giờ về không có chịu vào thăm tía mà nói cái gì kỳ cục vậy? Anh Phúc, anh nói vậy chẳng khác nào anh nghi quan cho chị tội nghiệp chị chứ. Nghi quan? Nghi cho vợ tôi là quan. Vậy chắc nghi anh mới đúng phải không? Cái gì? Anh nghi tôi? Nghi gì? Động trời động đất gì nghi? Tao không nghi mà tao quả quyết. Hai đứa bay tư tình vụng trộm với nhau. Tao mới về tới đây nè, tao thấy hai đứa bay đứng đi ôm xà nẻo nè. Trời ơi, mình có thể nói như vậy được sao? Mình, anh Kim là bạn của mình mà. Anh Phúc, tôi yêu cầu anh nên giữ gìn lời nói. Tôi với anh là bạn mà. Bạn và vợ? Tao tưởng cái trò đời dơ bẩn đó không thể nào xảy ra giữa những người hay làm màu đạo đức. Không ngờ tao bỏ nhà ra đi chưa quá 3 tháng, vậy mà bay ra tưởng tao tan ra cát bụi à? Anh Phúc, bằng cớ nào? Bằng cớ nào mà anh nói tôi ngoại tình với vợ của anh? Bằng cớ hả? Những bọn văn manh không dạy gì để lộ những bằng cớ mày. Bây giờ tao mới biết tại sao mày dẫn ba tao lên Sài Gòn để bắt quả tang việc ăn chơi của tao. Bây giờ tao mới biết tại sao mày quá chú ý đến gia đình tao, săn sóc đến vợ tao. Mày là thằng khốn nạn. Mày đi khỏi nhà này mày. Còn cô nữa, cuốn gói cho nó luôn đi. Anh đừng mượn cớ ghen tuông để rồi đuổi xô tôi. Rồi rước về đây một cô gái kiều. Anh đuổi tôi đi bởi vì tôi là gái nhà quê không nhan sắc, không biết liếc mắt đưa tình, không khéo lả lời chiều chuộng. Chớ đâu phải vì tôi xúc phạm đến gia cảnh. Khi anh đi thì ba anh đau ốm, nay trở về nhà chẳng chịu vào để hỏi thăm cha. Lại còn dội vàng dứt nghĩa tàu khang, vì chút tình xưa tôi
tôi xin anh đừng làm chuyện vô tâm. Ui, chớ có gian lớn, chớ dùng lời nỉ non mê hoặc, dùng tha loài phản chắc để mang lấy hậu quả hay sao? Anh đã nhận tâm gieo lời quan tiên ác cho chúng tôi, có phải Tuyết Lan sắp cùng anh lên duyên chồng vợ? Nên anh về đây, anh đặt điều vũ quan cho vợ của mình. Bác Tư đang bệnh nặng, còn anh thì lại quá nhẫn tâm. Đừng nói gì thêm, đừng nhắc nhớ chi tình bạn. Mày ra khỏi cái nhà này, này. Đừng cho tao thấy cái mặt mày nữa nha mày. Anh đã nói như vậy thì tôi không biết phải làm sao. Nhưng tôi cho anh biết, tôi đến đây là để chăm sóc cho bác Tư kìa. Và mày chăm sóc cho vợ tôi luôn phải không? Trời ơi. Anh đã nói như vậy thì từ đây trở về sau, tôi không bao giờ bước chân đến nhà anh nữa đâu anh Phúc à. Anh Kim, mình, tại sao mình lại nói với anh Kim như vậy? Cô Bình nó nữa hả? Vậy thì theo nó đi. Mai, Mai, Mã, Mai. Cái gì vậy? Ê, mày không biết tao hả mày? Ủa, dạ chào cậu, cậu mới về hả? Ừ. Mợ ơi. Hả? Bữa nay nhà mình có người lạ. Ai mà lạ? Dạ lạ mà không lạ. Cái bà này á, chân mày bả cong vòng như cái dẹ xe đạp vậy. Còn con mắt bả nó bén như dao, cái móng tay đỏ chót à. Còn cái mỏ của bả không biết bị ai đánh mà nó đỏ lòm y như dính máu đĩa. Anh Phúc ơi, em tới rồi nè, anh Phúc ơi. Anh tới liền, anh tới liền. Người lạ là người đó đó. Người lạ đó đó, bả xuất hiện rồi đó. Thấy không, thấy bả đi không, đó, bay không à. Trời ơi, từ sáng tới giờ em mệt muốn chết luôn vậy đó à. Em mang cái đôi giày cao gót nè, đi qua mấy cái cầu vừa đi học không được vậy đó. Thôi đừng có ồn nữa. Xách đồ giùm em cái coi, nặng ghê vậy đó. Chắc là mệt lắm phải không? Sao không mệt, nắng muốn chết luôn à. Nè, thấy ông đen hết trơn rồi đây nè. Anh ơi, em mệt quá à. Anh kêu ai đó chặt cho em trái dừa uống coi. Tam. Dạ. Chặt cho mỡ con trái dừa coi. Hết dừa rồi còn axit uống không? Anh ơi, em nói nghe nè. Phải cái người đứng bên kia đó là cái người mà anh đã từng kể cho em nghe không vậy? Thì đó, ông già ông cưới về cho đó. Em chào chị. Dạ chào cô. Chị là vợ của anh Phúc đó hả? À. Chị đẹp quá. Dĩ nhiên rồi, gái quê là phải đẹp rồi. Chị dễ thương quá. Dĩ nhiên rồi, gái quê là phải dễ thương rồi. Chị đẹp mà chị dễ thương quá à. Mà sao anh Phúc anh bỏ chị vậy chị? Mà bình tĩnh bình tĩnh. Mà đừng có cà lâm, bình tĩnh. Bình tĩnh mới chiến thắng người ta. Mà đừng có cà lâm như vậy mất chồng. Tôi phải làm sao? Bây giờ con nói sao mà nói y như con nghe. Mà mạnh dạn lên. Mạnh dạn lên, mạnh dạn. Rồi nói sao? Sao? Cô ăn nói gì kỳ vậy? Sao? Cô ăn nói gì kỳ vậy? Cả làng cả xóm này ai cũng biết tôi là vợ của anh Phúc. Cả làng cả xóm này ai cũng biết tôi là vợ của anh Phúc. Vợ có cưới hỏi đàng hoàng. Vợ có cưới hỏi đàng hoàng. Tôi có đi ăn đám cưới à? Đúng rồi. Chị nói chị là vợ có cưới hỏi đàng hoàng của anh Phúc. Cả làng cả xóm này ai cũng biết. Nhưng mà cả làng cả xóm này ai cũng biết anh Phúc anh bỏ chị hết á. Tôi nói cho chị biết, chính thức ngày hôm nay tôi mới là vợ của anh Phúc nha. Mở trời ơi, tỉnh lại, đừng xỉu. Xỉu mất chồng, được rồi, mà để con lo cái vụ này. Con lấy cái vali này con quăng ra đường cho biết. Đứng lại. Mày làm gì vậy? Hả? Liên cái vali ra ngoài sân. Mày rớ vô tôi tán mặt tay á. Đi mày. Thôi được rồi anh đừng có nóng. Để đó
em dạy nó cho. Nè con, tới đây mợ nói cho con nghe cái này nè. Hăng, từ nãy tới giờ á, mợ từ thành phố mợ xuống đây á, mợ hiền quá mà. Mợ đâu có nói tiếng nào đâu. Là mợ để coi ông xã của mợ á, xử lý cái chuyện này đen trắng nó ra làm sao ha con. Trời ơi, chứ con nhìn kỹ khuôn mặt của mợ nè. Thằng nào con nào mà đụng vô đồ đạc của mợ là mợ xé xé ra đó con à. Có cần làm muối tiêu chanh không? Tám, mình hiền quá là sẽ mất chồng đúng không Tám? Bây giờ tôi phải chằn lên, tôi xăn tay áo lên, tôi nói chuyện với cô này mới được. Trời ơi, tôi mất chồng rồi Tám ơi. Cô kia Tám, liếc tôi kìa, tôi giữ không được nữa rồi. Thôi gái quê hiền quen rồi, giữ không có được. Bây giờ tôi nói với cổ, tôi phải gian xin cổ thôi chứ biết sao trời. Ráng lên mợ, ráng lên, ráng lên, ráng lên, nghị lực lên, rồng lên. Nếu muốn thì cô xé xác tôi đi, thì cô đụng vô đồ tôi cái cô biết liền chứ gì. Trời đất ơi, cô đừng có thấy tôi hiền quá mà cô lên mặt với tôi không có được đâu à. Xin cô đừng làm quay để hâm dọa đàn áp kẻ thật thà. Cô đã dám cướp giật chồng tôi bằng thuốc lú bùa mê, rồi ngang nhiên về đây ghen ngược. Cô nên nhớ rằng tôi là vợ của cưới sinh. Thật rõ ràng phường ông vương trăng qua vào nhà con áp đảo người ta. Cô tưởng đâu cô làm như vậy là cô tỏi nguyễn à. Trời ơi, nói cái gì đi, sao mà đứng yên như là trời trồng vậy hả anh Phúc? Người ta nói anh uống thuốc lú bùa mê cho anh có thấy không? Anh nghe rõ cái câu mà thuốc lú bùa mê đó mà đứng yên cho trời trồng, ông nói câu nào hả? Nè nè nè, cô câm họng lại nghe chưa? Nghe chưa? Anh Phúc, anh nỡ đối xử tàn nhẫn với em như vậy sao? Không thương em, sao anh không nói trước cho em biết? Em biết mà, cái ngày mình lên Sài Gòn ăn học, em linh cảm rằng điều không hay sẽ xảy ra. Anh đã từng thề thốt với em là sẽ yêu em đến trọn đời mà. Vậy mà tôi cưới cô á là vì ba tôi bắt buộc. Nếu không nghe lời ông thì ông sẽ từ tôi, không gửi tiền bạc cho tôi ăn học, nên tôi phải chịu cưới cô thôi. Anh nỡ nào nói như vậy sao? Trước khi mình cưới hỏi nhau, lúc mới yêu nhau, anh đã nói với em những gì? Mà bây giờ, dù gì em xin anh hãy nghĩ đến con của chúng mình. Em mong anh nên suy nghĩ vợ của anh. Em giữ vẹn thủy chung, chưa một phút giây em lỗi đạo với chồng. Mà nay anh muốn làm con đò tách bến sang sông, bỏ em trời giữa dòng, bỏ giọt máu hồng mà anh đã tạo ra. Cô nói sao? Cô có thai à? Dạ, em có thai gần 3 tháng rồi. Phúc mời tới đây em nói cho anh nghe nè. Anh suy nghĩ kỹ lại đi. Anh ở trên lan không à, anh đâu có về đây đâu. Nè, anh sẽ suy nghĩ kỹ nha.
có thai với ai rồi, đổ thừa là có thai với anh đó. Anh suy nghĩ kỹ lại đi Phúc ơi. Cô ơi, tôi van xin cô. Làm gì cô vậy? Hãy buông tha cho chồng tôi. Buông tay tôi ra. Buông tha cho con tôi có trời cha cô ơi. Trời ơi, buông ra, buông ra, đánh Phúc, nó đánh em này. Cậu hai, xin cậu đừng đánh đập người vợ hiền của mẹ cha cưới hỏi. Để rước về đây một cô gái giang hồ. Tôi nói ra đây cậu có giận cũng cam đành. Khi cậu bỏ đi ông uất ức đau lòng vì thương con. Trong khi sức lực héo hon, rồi ông ngã bệnh ngặt nghèo, lòng mở rối tơi bời. Thân thương chồng mà chồng đâu có thương, lo cho cha đến khi tàn tranh. Chuyện gia đình một tay mở đỡ nâng, dẫu gian nan nhưng chẳng vậy mà cậu lại đem lòng phủ rầy, nỡ đang tâm đánh đập vợ hiền. Tôi xin cậu hãy bình tâm đừng dây thêm cảnh đau lòng mà chi. Đừng mê bóng sắc phụ du, rồi đây có hối cũng không còn kịp đâu. Mày giải đời tao hả? Có chắc là cái bào thai đó của tao không? Mày lo cái bào thai đó đi. Mình, em xin mình, đứa bé này nó cần có cha của nó. Tôi van cô, tôi lại cô mà. Buông tha chồng tôi đi cho con tôi có cha cô ơi. Trời ơi, van ra đi. Cậu Phúc, cậu Phúc, phải cậu về đó không? Trời đất ơi, trời ơi cậu Phúc ơi, bây giờ tôi mới gặp cậu nè, tôi bắt được cậu rồi. Bây giờ cậu tính sao đây? Cậu trả tiền cho tôi không? Bà Sáu à, hay là bà để thủng thẳng một thời gian rồi? Thôi 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 thôi, không có thủng thẳng gì hết trơn á. Bữa nay là phải dứt khoát trả hay là không trả thôi. Thôi bà đừng có la nữa. Bà tính kỹ lại đi. Nếu được thì bà lấy căn nhà tôi giùm. Bà cứ vào xem, cửa vẫn còn y nguyên. Ba tôi mới cất lại hồi năm ngoái. Cột cái, cột hàng nhất, hàng gì gì cũng còn mới tinh nè. Đó, bà thấy không? Sao? Sao? Giờ tính bán luôn cái nhà này cho tôi nữa đây hả? Dạ. Trời đất ơi, cái nhà vậy mà cậu nói còn mới tinh là mới sao cậu Phúc? Trời đất ơi, cậu dòm kỹ giùm tôi đi. Cái nhà này đó hả? Nó xưa lờ xưa lắc, đã năm sau đời. Bên ngoài tuy hơi chắc, thứ bên trong một rồi. Cột kèo thì lung lai một nát cả đòn tay, vì mối mọt nó nhai. Chỗ bà con thân thuộc nên tôi mua vậy á, nhưng mà làm kho chứa đồ thôi chứ ai ở cậu ơi. Làm sao ở được, nó một nát hết trơn rồi. Bà không lấy rồi tôi biết lấy gì tôi trả cho bà. Thôi vậy đi, bây giờ cậu muốn bán nhà thiệt phải không? Dạ. Được rồi, muốn bán thì tôi mua, nhưng mà phải có chữ ký của chủ nhà mới được. Tôi nè, tôi ký được không? Trời đất ơi, đâu có được. Ba của cậu đứng tên thì bây giờ phải ba của cậu ký mới được. Trời ơi, Sáu ơi Sáu, ba con bệnh, không có ký, không có buôn bán gì được đâu. Cô hay quá ha. Chuyện này là chuyện của gia đình tôi, cô đừng có xía vô nha. Anh à, nếu mà ba bệnh thì mình đem vô cho ba ký chứ có gì đâu anh. Nhưng mà ba bệnh thiệt. Bệnh, bệnh thì bệnh, nhưng ký thì ký. Đi anh, đi, 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 đi vô đưa cho ba ký, đi, đi. Ba, ba ơi, con nghe ba bệnh, con mắc học con về không được. Con học nhiều quá mà tiền sách vở lại mắc nữa, cho nên con mượn tiền người ta. Ba ơi, ba cho con mượn đỡ căn nhà, con cầm cho người ta, để con lấy tiền con ăn học. Rồi sau này con học thành tài, con sẽ trả lại cho ba nghe ba.
ba ký giùm con đi ba. Anh Phó. Ba thương con, ba ký giùm con đi ba. Anh bình tâm suy cạn nguồn cơn, tình thâm anh bỏ quên sao, tất đất quê hương thâm sâu. Ruột mềm giáo cắt lòng đau, tia nuôi anh một đời khó nhớ. Sao giờ đây anh đoạn tình cảm nghĩa, để thâm tình hiu hắt một đời cha. Trời ơi, sao cô nói nhiều quá à? Cô xích ra đi, cái chuyện gia đình ta để người ta xử. Anh à, anh cầm tay cho ba ký đi anh. Đây nè, ký ngay chỗ này giùm tôi đi. Đúng rồi, đây nè, đây nè, đây đây. Anh cầm đi. Rồi, đó. Vậy kể như xong thì có cái gì đâu mà khó khăn thấy không? Thôi giờ vậy nha. Bây giờ cậu bán cái nhà này cho tôi á thì cũng còn dư tiền. Bây giờ chịu khó qua nhà tôi để tôi đưa thêm tiền cho. Đúng, nha. Đúng, đúng, đúng đi. Rồi đó anh ơi, đi 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 anh. Đi là mình cũng phải về Sài Gòn, còn rất nhiều chuyện phải làm đó anh à. Cảm ơn ba mình đi anh ơi, đi đi. Trời ơi, bao nhiêu tiền của biến thành xóm phấn hết rồi ông ơi. Hết rồi. Mất tất cả rồi tía ơi. Nói đi con nghe nè tía. Dạ, 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 con hiểu rồi. Ông ơi!
em ơi. Em à. Trời ơi, sáng sớm đi đâu mất tiêu rồi. Bữa nào cũng đi hết. Đi đâu chuẩn bị vali du lịch hay gì đây nữa. Em à. Em ơi. Em nào. Có Sáu này được không? Ủa, rồi bà đi đâu đây? Đi đâu hả? Đi kiếm cậu chứ đi đâu. Cậu thấy tôi hay không? Tôi qua nhà vợ cậu á, hỏi vợ cậu cũng không biết cậu ở đâu. Tôi mới hỏi thăm thằng Tám, nó cũng không chịu chỉ. Tôi năn nỉ quá trời quả đất nó mới chịu chỉ chỗ của cậu ở đây nè. Nhưng mà bà tìm tôi làm cái gì? Trời ơi cậu Phúc ơi, cậu hỏi vậy mà cậu hỏi được hả? Tôi tìm cậu á là để cậu đi về dưới quê của mình á. Rồi cậu ghi giùm một chữ ghi thôi, tôi đi về dưới lo cho xong giấy tờ. Trời ơi tôi chờ cậu đã mấy tháng nay rồi, đi lên đi xuống cực thân tôi quá mà cậu Phúc. Thôi bà đừng có nhiều lời, tôi không về ở dưới nữa đâu. Sao ạ? Chắc bà biết là vợ tôi đâu có bằng lòng. Trời ơi vợ, cậu nói sao mà không biết mắc cỡ. Đây đúng là quả báo không có sai. Cậu giống tình bạc nghĩa với cô hai, bây giờ vợ cậu là chẳng tin lăng loạn. Bà nói gì kỳ vậy? Vợ tôi sao mà chẳng tin lăng loạn hả? Thì lăng loạn thì nói lăng loạn chứ sao. Cậu đi về với quê á, cậu nghe bà con người ta nói cậu. Trời đất ơi, ai ta cũng nói cô Tư Lê với quê á hiền hậu dễ thương bao nhiêu cậu không thương. Cậu rước về đây cái con quỷ mắt xanh mỏ đỏ đó mà cậu thương nó. Cậu thương nó mà biết nó có thương cậu không? Sao không thương? Lo cho tôi từng chút mà không thương. Trời ơi lo quá ha. Trời ơi cậu Phúc ơi, bây giờ cậu nghe không? Tôi báo cho cậu một cái tin này nè. Nghe không? Thì bà nói đi bà ơi. Vợ cậu á ngoại tình rồi. Tôi biết rồi. Nó ở dưới kim bạc của tôi chứ gì phải không? Gì? Trời ơi tôi không có nói cô Tư Lê. Tôi nói con vợ chằn của cậu ở trên này nè. Trời đất ơi, con Lan ngoại tình hả? Ừ. Trời ơi, mà sao? Bà nói tôi nghe kỹ coi. Ngoại tình sao? Thì ngoại tình chứ ngoại tình sao. Bây giờ tôi chỉ báo cho cậu biết vậy thôi. Cậu để ý thì cậu sẽ thấy thôi à. Thôi giờ tôi đi về à. Mà cậu nhớ về dưới nha. Gì? Gì nữa đây? Bà giúp tôi đi. Giúp gì? Bây giờ bà chỉ cách giùm tôi chứ tôi biết làm sao bây giờ. Chỉ cách hả? Ừ. Thôi được, tôi chỉ cho. Nè, bây giờ tôi khóa cửa ha. Cậu ở trong nhà nè. Bà về cái bà thấy khóa cửa, bà tưởng cậu đi đâu rồi. Đó, lúc đó bà dắt trai về cho cậu bắt. Nghe, vậy đi nghe. Đúng rồi. Ha, vậy tôi khóa cửa nghe. Ừ. Rồi cậu nhớ cậu về dưới cậu ký giấy tôi nghe cậu Phúc. Tội nghiệp tôi mà. Ha. Được, tôi về tôi ký liền. Rồi, đi. Ủa, cửa khóa ngoài. Vậy là anh Phúc không có ở nhà rồi. Lan. Trời ơi, hết toàn mất vía. Trời ơi, anh vô đây làm chi vậy? Rồi nãy vô có ai thấy không? Không có ai thấy đâu mà em sợ. Nếu có thấy cũng đâu có sao. Chẳng lẽ anh là bạn của Phúc, anh đến đây thăm em và Phúc không được sao? Sao em còn đứng đây? Tranh thủ đi em. Lưu ơi, trước khi mà mình đi á, em có việc xin anh ha. Được, em nói đi. Trước khi mà mình đi á anh, anh cho phép em. Sao? Anh cho phép em gặp anh Phúc một lần thôi anh ha. Để làm cái gì? Trời ơi, chanh anh đã dắt hết nước thì anh quăng cái vỏ đi. Thằng Phúc nó còn cái gì mà anh bám víu vào nó nữa chứ. Anh Lưu à, em xin anh một lần này thôi anh Lưu. Thôi đừng có xin xỏ gì hết á. Thôi mình đi em ha. Lưu ơi, anh nghĩ lại đi anh. Cũng chính vì hai đứa mình, chính vì hai đứa mình mà gia sản anh tiêu tan. Cha anh chết anh cũng không hay. Giờ anh sinh con trai con gái gì anh cũng không biết hết. Lưu ơi, em tính vậy anh coi được không à? Hay là anh quản lại cho em một thời gian ngắn thôi ha. Rồi em kiếm cái việc gì đó cho anh tự làm đi. Rồi anh tự nuôi sống bản thân. Rồi anh tự nuôi vợ nuôi con anh đi. Rồi lúc đó hai đứa mình đi thì
Lan. Dạ. Em yêu Phúc rồi phải không Lan? Đâu có anh. Thôi mà đừng có chối nữa. Nè, anh nói cho em biết nha, cái tánh anh ào ào như vậy chứ thật ra anh tốt bụng lắm. Nếu như em thật sự yêu Phúc ha, anh sẽ tạo mọi điều kiện để cho hai người được sống bên nhau. Nè, nhưng với điều kiện là phải em phải yêu Phúc thật sự nha. Đừng để bạn anh nó khổ thêm một lần nữa, anh không có chịu đâu. Bây giờ anh muốn em đích thân nói cho anh biết nè. Sao? Yêu Phúc rồi phải không cưng? Phải không? Khốn nạn! Cô thật sự là kẻ cuồng điên cho nên cô mới thốt ra lời, những lời lẽ u mê như người không còn lý trí, trong khi tôi và cô đã lao tâm lao lực bày ra vở kịch này, để rồi bây giờ tôi phải trắng tay sao? Anh Lương à, mình đã đi xa quá, hãy chừa lại một con đường cho anh Phúc dung thân. Cho nó một con đường sống à? Có nghĩa là phải vì qua về sau à? Hay em đã si tình để rồi bây giờ em đành ngoảnh mặt quay lưng? Em đã nói như vậy thì tôi không còn gì để nói nữa cả. Bây giờ tôi cho em chọn một trong hai con đường. Một là em phải đi với tôi, còn hai là thằng Phúc phải chết. Lưu ơi, được rồi, Lưu ơi, được rồi, em sẽ theo anh. Em sẽ theo anh để cho anh Phúc được toàn mạng sống, để chứng minh rằng lương trí vẫn còn đông lại trong tâm tư của một cô gái giang hồ. Anh Phúc đã quá si mê và cũng quá dài khờ, chứ không phải là những kẻ thừa tiền dư của thái lương đối đạo liễu chán quá chê. Em muốn dành một chút tình cho người lầm lạc dễ tính, sự thật cần khoan phúc làm cho em muốn quay về đường chính, để đánh dấu ngày mà em gây sợ cuộc đời ban phấn thương ương trong kiếp sống đây. Ngoan, vậy mới dễ thương chứ. Thôi mình đi em ha. Khốn nạn! Trời ơi, tôi có ngờ đâu trước mặt tôi là thực tế phũ phàng kinh khiếp như bão tố cuồng phong vùi dập anh linh hồn. Tôi như rơi xuống tận cùng nơi hô thầm mịt mù, chìm trong nước đồng ao tù. Ôi cuộc đời ai bài chi cánh vật đôi sao dời, cho ta cay đắng nghẹn lời, quốc hận đau buồn nước mắt chực chờ rơi. Ôi chiếu chăng ôi ái ân nồng mặn của một thời ta chìm đắm u mê, sao bỗng giờ này ta thấy gớm ghê. Sợ một vòng tay, sợ bao lời đường mắt, như giáo như gươm như độc độc giết người, giết một cuộc đời trong tội lỗi nhớp nhơ. Đang đời cho tôi một con người đen bạc,
rồi giây phút này đây ta chợt thấy ngỡ ngàng. Anh ơi, không phải vậy đâu, anh hãy nghe em nói. Cô im đi. Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy? Một người là bạn của tôi, còn một người là vợ của tôi. Tôi đã thương yêu và lo lắng cho cô như thế nào, cô biết không? Tại sao bây giờ cô đành lòng phản bội tôi? Tại sao? Anh Phúc ơi, anh bình tĩnh đi anh. Tập anh để cây dao xuống rồi nói anh ha. Phúc à, tập giết hết. Lan ơi, anh Lưu ơi, Lan, anh xuống ra đi. Sao vậy? Giờ cô dám ra? Anh Lưu ơi, cô dám ra? Anh Phúc bình tĩnh lại. Thằng Phúc giết người, bởi người ta thằng Phúc giết người. Trời ơi, Lan, Lan, có ai không? Có ai không? Có ai cứu vợ tôi không? Lan ơi, anh không muốn như vậy đâu. Lan, Lan. Lệ à, Lệ, con đâu rồi Lệ? Cái con nhỏ này nó đi đâu vậy cả? Lệ ơi, dạ. Nghe tiếng dạ mà không thấy con vậy kìa. Con đây nè má ơi. Đâu, con ở đâu? Má nhìn lên là thấy con liền à. Má à, trời ơi, con gái mà leo trèo vậy hả? Leo xuống, leo xuống, nhanh. Má, má leo trèo té chết nghe chưa? Con giấu cái gì phía sau vậy? Dạ. Đưa má coi coi. Đâu có đâu má. Đưa má coi. Không có. Đưa má coi. Má. Thiệt tình, leo trèo lên cây vậy mà cầm dao theo, nguy hiểm lắm con biết không? Nó sóc vô người con thì sao? Dạ con cầm dao leo lên trển để chặt đọt vườn, chút ba về cho con nấu canh cho ba với má ăn. Có hiếu vậy thì má thương, nhưng mà nghe má dặn nè, mỗi lần mà con leo trèo như vậy á, nhất là leo lên cây, không có xách dao theo nghe con. Trời ơi, chơi dao có ngại đứt tay nghe con. Xin lỗi má, mốt con không dám nữa. Ừ, thôi lần này má tha. Má. Hử? Má nhắm mắt lại đi má. Sao tự nhiên kêu má nhắm mắt lại? Con cho má coi này nè, ngộ dữ lắm luôn. Cái nhắm gì mà ngộ, cái gì mà ngộ. Má nhắm lại đi. Được rồi, tôi nhắm nè. Má không có hí rồi nha. Rồi mở ra đi má. Trời ơi, con làm cái gì kỳ vậy hả Lệ? Cái này đâu có gì đâu kỳ má. Thằng Mười á, nó rủ con chơi làm đám cưới hoài hà. Con là cô dâu, còn nó là chú rể á má. Lệ, má cấm con. Má cấm con không được chơi cái trò cô dâu chú rể. Má, lỡ lần này má tha đó nghe chưa, lần sau là má đánh đòn. Thôi bây giờ chuột lại lỗi lầm với má, con chạy qua nhà bác Ba Sụi hỏi coi nhà mình có thơ từ gì không. Thôi 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 thôi, con không qua đó nữa đâu. Tại sao? Có ai thèm gửi thơ cho má đâu mà má cứ kêu con qua đó hoài à. Má biết không, ghét rồi cay khi vừa thấy mặt con bước vào tới quán. Tại ông xua con đầu ông lắm, ông nói chứ má của mày không có thơ đâu, đừng có mắc công mà đi tới đi lui hoài vậy đó. Má biết không, mấy đứa nhỏ nó dọc quê con làm con mắc cỡ muốn chết luôn. Có gì đâu mà con quê con giận, mình trong thơ thì mình mới hỏi thơ. Thơ của ai mà má đợi má chờ, đâu ai xa nhà mà má mong. Chắc hôm nay không có thơ nữa rồi, má đừng biểu con đi. Con làm biếng phải không? Má. Được rồi, má không nói chuyện với con nữa. Má kiếm cái cây roi mây nói chuyện với con. Má ơi, con đi rồi, mà không có thơ đừng đánh con tội nghiệp má ơi. Cái má... gì? Cái gì? Bà Sáu, bà Sáu ơi, cứu con bà Sáu ơi. Cái gì
vậy con? Má đánh con. Có hai mẹ con hả? Mà tối ngày vậy nghe từ ở ngoài xóm vô tới trong nhà cũng còn nghe. Chuyện gì vậy? Má đánh con rồi mà sao? Sao mà để cho má đánh? Má kìa. Cô Tư. Dạ. Sao đánh con nhỏ vậy? Trời ơi, Sáu ơi, con giận hết sức vậy đó. Cái tật làm biếng ham chơi không bỏ. Con nhờ á là chạy qua nhà bác Ba Sụi hỏi thơ. Con chỉ nhờ có nhiêu đó à, mà cũng ham chơi không chịu đi à. Không đánh sao được? Thôi, đừng có đánh nó. Nó nói đúng á. Vì sao mới ở đằng nhà của Ba Sụi về đây nè, có thơ từ gì đâu mà biểu nhỏ nó đi. Đó, thấy chưa? Con nói mà má không tin. Bà Sáu, bà Sáu. Không có bà Sáu hả? Là má con đánh con rồi. Bà Sáu. Sao? Giờ con với bà Sáu làm đám cưới. Làm đám cưới phải không? Dạ, con là cô dâu, bà Sáu là chú rể. Hả bà Sáu? Trời luôn. Con hổn với bà Sáu nghe chưa? Má. Cô Tư đừng có la nó. Tại Sáu hay giỡn với nó cho nên nó mới rủ Sáu chơi với nó. Nè. Dạ. Cô dâu. Dạ. Lại chú rể biểu coi. Dạ. Nè, chú rể cho cô dâu 5 đồng đi mua bánh ăn đi. Để chú rể ở nhà nói chuyện với má cô dâu một chút được không? Dạ được. Dạ con cảm ơn bà Sáu. Thưa bà Sáu con đi, thưa má con đi. Ừ, nè nè, đi đừng có leo trèo quá nghe con. Dạ. Thiệt, con nhỏ con gái gì mà nó khỉ quá Sáu à. Dì Sáu ơi, dì có nghe tin tức gì của ba bé Lệ không dì Sáu? Vẫn bạc tin, không có tin tức gì hết á. Thơ của cô gửi đi đều bị trả lại hết trơn hả? Lạ quá. Trước đây thơ, tiền, đồ đạc con gửi cho ảnh, ảnh đều nhận được á. Mà sao hơn một tháng nay sao kỳ vậy cả, không biết làm sao đây nữa. Cô Tư à, sao thấy chuyện này cũng lạ lắm á. Sao sợ rằng cậu Phúc cậu... Vì sợ điều gì? Sợ gì vậy Sáu? Sao sợ là cậu Phúc cậu... Anh Phúc của con sao? Cậu chết rồi. Chết? Vì sao? Ai cho dì biết tin này? Tin này dì lấy ở đâu? À, không có. Không phải vậy đâu cô Tư. Cô Tư đừng có quá lo sợ. Tôi nói đây là... là tôi nhìn thấy chuyện này trong giấc mộng chập chờn bao đêm. Do tôi hối hận chuyện làm trước đây cho nên dai sức trong lòng mà sẵn ra mộng mị kinh hoàng. Vì sao ơi, nếu đây là sự thật thì sau này con biết phải làm sao? Cầu trời thương cho sóng yên gió lặng, ánh được mảnh lành con mới yên tâm. Cô Tư ơi, cùng phận đàn bà mà sao tôi thấy đời cô quá nhiều truân chuyên lần đần. Cô thủy chung bên lòng chắc giá với người xưa, dù không được chúc ân tình. Sao cô không hề nghĩ suy cho bản thân mình? Ông Tư chết đi để lại cho cô số vàng ít ỏi và một cái gia đình tan nát hoang sơ. Vậy mà cô đã cố công gầy dựng đến bây giờ, đã chuộc lại ngôi nhà và mảnh vườn hương hoa, lại còn nuôi cả người chồng bạc nghĩa. Mười mấy năm cô không than thở một lời. Dì Sáu ơi, nhiều lúc mệt mỏi, buồn tủi, con muốn buông xuôi hết. Nhưng mỗi lần con có ý nghĩ đó thì con lại nhìn thấy đôi mắt tủi hờn đau đớn của tía con.
nghĩ tới con của con nên con phải ráng đó vì sao à? Cô Tư à, tại sao cô còn nghĩ tới cậu Phúc mà tại sao cô không nói ra chứ? Dù cô không nói nhưng tôi biết là cô còn thương cậu Phúc lắm, phải không cô Tư? Vì sao ơi, đối với người đàn ông đó lòng con chỉ còn thương cảm mà thôi. Những chuyện ngày xưa vẫn còn đọng lại nỗi kinh hoàng, nhưng tệ bạc chi lắm cũng là tình là nghĩa. Con không muốn miệng đời mai mía rằng chồng con đã làm tan nát gia đình. Con vun đắp nơi này là để giữ chút kỷ niệm xưa, cho tia con được ngắm cười nơi chính suối, cho con của con nó biết nguồn biết cội. Và khi anh Phúc quay về, anh không lạc lòng bơ vơ. Vậy đó, mà hễ mở miệng ra là nói không còn thương, không còn nhớ. Nghĩ cái chuyện mà nó ra đến nông nỗi này cũng là do tôi một phần hết á. Cô Tư, cô thông cảm cho tôi mà đừng có giận tôi nha. Tôi có thân mình à, chiếc bóng, cô đơn, biết làm gì ăn, cho nên tôi mới phải cho vay để mà kiếm lời. Ai có về à? Thôi chuyện qua rồi, sáu đừng có nhắc lại làm chi. Thôi bỏ qua đi ha. Dạ. Thôi tôi về nghe cô Tư. Ủa, nãy giờ sáu qua rồi sáu có muốn nói gì không? Sáu nói luôn đi. Ha. Qua đây làm chi ta? Định nói với cô cái chuyện gì nè, bây giờ nó quên mất tiêu rồi. Thôi để tôi về đi, ở chừng nào tôi nhớ tôi chạy qua tôi nói ha. Vậy thôi tôi về nghe cô Tư. Dạ. Ủa sao? À, cậu Kim. Dạ. Sao tính về hả? Về, mấy bữa nay gió mái quá cho nên sao bệnh nghe mệt trong người dữ lắm. Ủa sao bệnh hả? Ừ. Vậy sẵn xe kìa, chút xíu nữa con chở vợ của người ta đi khám là sẵn con ghé rước sáu luôn ha. Vậy ha, vậy sáu về nhà sáu nằm nghỉ sáu chờ, chừng nào đi ngang qua ghé hú sáu tiếng cho sáu đi chứ nghe. Dạ. Anh Kim, hôm nay em muốn nói với anh một chuyện rất quan trọng. Hả? Một chuyện quan trọng? Phải. Vì hôm nay bé Lệ đã lớn khôn, em muốn nói chuyện hai đứa mình. Chuyện hai đứa mình? Em nói đi. Anh chờ đợi giây phút này mười mấy năm rồi. Sao? Chuyện gì? Nói cho anh nghe coi. Em muốn nói là em thành thật cảm ơn anh. Anh đã lo lắng đùm bọc rất chu đáo. Không có anh, không biết bây giờ mẹ con em ra sao. Ơn nghĩa của anh em. Thôi, sao mà em cứ nói điều ơn nghĩa với anh hoài vậy? Chẳng lẽ em nói hai tiếng cảm ơn anh suốt cuộc đời này hay sao? Em biết mà. Em biết rằng ơn nghĩa này đến hết cuộc đời em cũng khó mong mà trả được, ngoài cái ơn cứu mang đùm bọc mẹ con em. Anh còn quên cả tuổi thanh xuân, ngây thơ được hồn nhiên rạng rỡ, để con em nó không tuổi không buồn, không biết mình là đứa trẻ không cha. Đã mười mấy năm qua,
con của người ta. Mộng thần tiên em nềm cho bé lệ, vì vậy cho nên em thấy chẳng công bình. Anh lo cho mẹ con em mà quên cả bản thân mình. Anh Kim, em nói thật lòng cho anh hiểu, nhưng xin anh đừng buồn em. Tình bạn giữa chúng ta vẫn còn nguyên vẹn. Buồn thì không thể nào tránh được nỗi buồn, nhưng anh muốn nói... Em chỉ cầu xin anh hứa với em một điều, là chúng ta hãy coi nhau là bạn. Anh vẫn cố gắng như thế, nhưng ngày nào ba của bé Lệ chưa về, hãy để cho anh được làm tròn bổn phận một người cha của nó. Anh chỉ xin em đừng rai rứt mãi về chuyện này. Chúng ta phải ráng mà lo cho bé Lệ em à. Dạ. À anh Kim ơi. Hả? Sao mấy ngày nay em lo quá? Thơ từ gửi cho anh Phúc đều bị trả lại. Không hay em với anh ra bưu điện hỏi thăm có tin tức ra làm sao anh ha. Mình đi em. Sẵn xe rồi mình ghé mình rước chị Sáu đi hút thuốc luôn em ha. Dạ. Thôi để em kêu Lệ về coi chừng nhà cái đã. Lệ ơi, Lệ. Lệ ơi. Dạ. Má. Nè, giờ coi chừng nhà để má với ba đi công chuyện nghe con. Dạ. Nè, ở nhà không có được đi đâu chơi nha. Tối dạ. Ngày đâu mà đi chơi mấy đứa nít đằng xóm không à. Không có giữ nhà phụ mẹ gì hết trơn hết trọi. Lệ nè, má con mình con đó nghe con. Dạ. Con đừng có chạy nhảy rồi coi chừng sông nước nguy hiểm lắm nghe con. Dạ. Leo dừa hoặc là xuống sông gì cũng cẩn thận. Con mà có mệnh hệ nào má chết theo luôn á. Dạ, má đi đi, con ở yếm nhà con không đi đâu hết trơn á. Nhớ nghe con, đừng có làm những cái chuyện nguy hiểm quá, má sợ lắm nghe. Dạ. Má đi nghe. Ba, bộ ba đi với má con luôn hả? Thì ba chở má đi chứ sao? Ba đi với má, ba nhớ mua kẹo dừa cho con nghe ba. Trời ơi, lúc nào ba đi công chuyện con vẫn mua kẹo dừa. Lúc nào cũng thích ăn kẹo dừa Bến Tre của mình hết trơn hết trọi. Dạ, ba nhớ mua cho con nghe ba. Rồi, để ba đi ba kiếm kẹo dừa ba mua cho con, ở nhà giỏi nghe. Dạ. Rồi, ba đi nghe. Ba má đi rồi, mình leo lên cây dừa, mình bẻ bông dừa, mình làm đám cưới. Lệ ơi, Lệ, Lệ, Lệ ơi. Dạ. Hi, cậu Tám, cậu Tám mới qua chơi. Ủa ba má mày đâu rồi? Dạ ba con đi với má con rồi. Cậu Tám, mà bữa nay ha, ba con đưa má con đi bằng xe hơi á cậu Tám. Đi bằng xe hơi? Dạ con thấy. Tội nghiệp ba mày, lo cho má mày vậy rồi không biết có được non nước gì không. Ủa non nước là gì cậu Tám? Là có đường. Non nước là có đường? Ý mà đường gì vậy cậu Tám? Là đường... Thôi mày đừng hỏi nữa mày ơi. Mày hỏi hồi tao nói bậy bây giờ. Nè, giờ cháu ngồi đây chơi ha. Để cậu về bển cậu lấy gói thuốc và hút ha. Trời ơi, thấy cậu Tám qua đây mừng muốn chết luôn à. Tính rủ cậu Tám làm đám cưới. Tự nhiên cái cậu Tám đi về bển à. Mốt không thèm rủ cậu Tám làm đám cưới với con nữa đâu.
cháu, cho chú hỏi thăm. Dạ, chú muốn hỏi thăm gì? À, trời, chú ơi chú, chú đi ra ngoài đi chú ơi, nhà con không có người lớn. Cháu đừng có sợ, chú không có làm gì bậy bạ đâu. Chú, bộ, chú đi xin ăn hả? Ờ. Nhà con chưa nấu cơm. Ý, một còn cơm hồi sáng, để con vô mới cho ăn ha. Cảm ơn, chú không có ăn đâu. Cháu cho chú hỏi thăm. Chú nhớ ngày xưa ở đây có cây dừa phải không cháu? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ nó đâu rồi? Nó chết rồi chú ơi. Nó bị đuông ăn chết queo rồi. Chết rồi? Dạ. Còn ai? Ai là chủ căn nhà này? Dạ con. Con? Ừ, nhưng mà cái đó không phải con nói đâu. Cái đó là má của con nói á. Chú, chú biết má con nói sao không? Má con nói lúc con còn non, dường đất này sẽ giao lại cho con, giao cho con luôn cả căn nhà, nên lúc nào con cũng siêng năng. Sân trước sân sau, từ ngoài vô trong, bàn ghế tủ thờ, cái gọn gàng thành cho. Nói vậy cháu đây là con của... Dạ, con là con của má con. Má của con? Má của con tên gì? Dạ, má con tên là Lê. Mà ở xóm này ai cũng gọi má con là con Tư Lê hết á. Tư Lê? Dạ. Còn con? Con tên gì? Năm nay con được bao nhiêu tuổi? Dạ... Dạ con... Con tên Lệ. Năm nay con 15 tuổi. 15 tuổi? Trời ơi, nói gì? Con tôi đây mà. Con tôi đây mà. Con à, trời ơi, bắt cóc. Bắt cóc, cô Tám ơi. Cô Tám ơi, bắt cóc, cô Tám ơi. Cái gì, bắt cóc, cái gì, bắt cóc vậy lại? Cô Tám ơi, con sợ quá, cô Tám ơi. Nè, 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 chú kia. Chú dụ dỗ cháu tôi phải không? Chú định bắt cóc cháu tôi phải không? Tôi kêu lính bắt chú bây giờ à. Xin chú đừng nóng giận. Tôi thấy cháu nó giống hoàn cảnh con của tôi. Con của chú ở đâu? Chú ở đâu lại đây? Chú lại đây để làm gì? Tôi muốn uống một trái dừa để hưởng chút hương vị quê hương, rồi tôi sẽ ra đi mà. Chàng ơi, chú muốn uống dừa thì chú nói, tự nhiên chú làm cho con sợ chú bộ. Nói vậy chú là người quê quán ở đây hả? Dạ không, tôi là một kẻ không quê hương, không xứ sở. Vì đã bỏ căn nhà xưa với hình bóng cha già, bỏ người vợ hiền ngoan với đứa con thơ dài. Đến khi tôi trở lại mong tìm người thân dân xa, mong chúc thăm tình sưởi ấm tim mình. 15 năm lưu lạc bước chân qua, lánh xa nguồn cội chôn đời tôi nơi bến mê. Con người ta sống ở trên đời, ai quên cho được cội nguồn quê hương mến thương. Tôi muốn nước dừa xin được dung trồng trên đất cũ, để nhờ dòng nước tình anh gột rửa linh hồn. Cho thấm đượm tình quê để nhớ cội nhớ nguồn, tôi đã trót lạc lầm lao mình theo phù qua bông sắc đã làm tan nát da căng.
cha chết không hay, vợ sanh không biết, trả giá cho bài học gian xảo phũ phàng. Bằng một thời gian là suốt 15 năm trời tôi bị lưu đày ngoài cung đào. Trời ơi, nói vậy cậu đây là cậu Phúc, cậu Hai. Trời ơi, 15 năm cậu thay đổi nhiều quá, chắc cậu khổ lắm hả cậu Hai? 15 năm đàn ái lao tù, thân tuy có khổ nhưng không khổ bằng lương tâm. Trái rít trong những đêm thao thức, nằm nghe sóng vỗ vén đành. Tiếng gió vi vu như hồn cha tôi đang than thở hận buồn. Tiếng côn trùng rên rỉ như tiếng khóc của vợ hiền, tuổi phận con dài đòi cha. Nay dòng đã ăn năn nhưng cũng nát tan được một sự nghiệp, một đời qua. Con trẻ bơ vơ côi cút, lớp cỏ xanh thì đã phủ kín nấm mồ cha. Cậu Phúc à, lỡ làm nên tội lỗi mà biết ăn năn như vậy là quý lắm rồi. Tôi chỉ có một hy vọng duy nhất là... Hy vọng gì hả cậu? Là được gặp lại con tôi. Nhưng mà con Lệ nó đã có người cha khác rồi phải không cậu? Trời ơi! Tôi muốn được ôm nó vào lòng, nói với nó tiếng yêu thương bằng tất cả nỗi lòng của người cha tội lỗi mà. Khoan đã cậu. Hiện giờ cậu Kim đang là hình ảnh người cha tuyệt vời trong tâm hồn của nó. Bất ngờ có thêm một người cha nữa, không biết nó sẽ làm sao. Đây đây đây, vừa tới đây, nước vừa bánh te tới đây. Nè cậu Tám, cậu Tám, vừa nè con mới vừa chặt xong á, cậu Tám đưa cho ông uống đi. Không, chú đã hiền lắm cháu à, thì cháu đem lại cho chú đi. Thôi con không dám đưa ổng đâu, con sợ ổng à. Không sao đâu, chú hiền lắm. Nhưng mà cậu Tám phải canh chừng con á nha. Ừ. Nè chú, dừa này chú, chú uống đi chú. Dừa này của ông nội con trồng á, uống ngọt lắm á chú. Chú uống đi chú. À, à, cậu Tám ơi, con sợ ông quá cậu Tám ơi. Vậy không sao đâu. Cậu Tám ơi, con sợ ông quá. Không sao đâu mà. Lê ơi, ba với má về nè. Ê, mừng quá, ba với má về rồi. Chết rồi, mấy người kia về tới rồi cậu ơi. Bây giờ cậu cầm lấy ít tiền này đi ha, rồi cậu đi đi, rồi có gì rồi tôi liên lạc với cậu sau. Lê, má. Sao bữa nay không chạy ra đón má vậy con? Dạ con. Nó đi cái cầu dừa này chút xíu nữa má té rồi, thấy không? Ủa, có anh Tám qua chơi nữa hả? Làm gì đứng buồn heo vậy? Sao bữa nay cậu làm gì vậy cậu? Dạ đâu có gì đâu mợ, bình thường mà. Lệ. Dạ. Ở nhà bộ ăn hiếp cậu Tám hay gì qua mặt buồn heo vậy? Dạ đâu có. Nãy giờ má với ba đi công chuyện thì ở nhà có chuyện gì xảy ra phải không? Tại sao nay Tám buồn mà trong mắt có nước mắt nữa đó? Có gì không? Nói cho má nghe. Dạ có á má. Má biết không, hồi nãy á ở nhà mình có một ông ăn xin. À, ông ăn xin. Dạ, dạ đúng rồi, có ông ăn xin. Rồi sao thì cho người ta ăn cơm mà. Để cậu Tám nói cho mẹ con nghe. Dạ thưa mợ, dạ có ông ăn xin. Ông vô nhà mình ông xin trái dừa ông uống. Uống xong rồi cái ông ăn cái rồi còn cái vỏ ông quăng. Đó. Chừng nào cũng ăn luôn cái vỏ mới có chuyện nói. Đó, hết. Rồi xong, đi về bển làm đám cưới con. Tám. Kỳ cục vậy. Tự nhiên rủ nít chơi trò đám cưới hoài vậy. Lệ, nghe má hỏi, chuyện gì kể đầu đuôi cho má rõ. Dạ, có ông ăn xin vô đây nè,
mà người ta không xin tiền mình gì hết trơn á, tự nhiên cậu Tám lấy quy móc cho ông ăn xin hả một nắm tiền vậy luôn. Cho một nắm tiền? Dạ, cho một nắm tiền giờ tiếc khóc. Lãng quá à. Tự nhiên cho tiền người ta rồi cái khóc là sao? Tiền ta ăn xin ta khổ mình cho có gì đâu. Mà má má, cái ông ăn xin nè, ông ngộ lắm ơi. Ngộ là sao con? Ông vô đây á, ông hỏi thăm con về cái dừa này nè. Rồi cái ông hỏi ai là chủ căn nhà này. Cái con nói con. Cái ông hỏi má của con tên gì. Cái con nói má của con tên là Lê, mà ở xóm này ai cũng gọi má con là cô Tư Lê hết á. Mà má má, có điều này á, điều này là ngộ nhất luôn á má. Má biết làm sao không? Ông vừa hỏi con dứt câu đó ha, cái tự nhiên á, ông nhìn con chậm chậm vậy nè. Rồi ông nói còn con tên gì, năm nay con bao nhiêu tuổi. Con nói con tên là Lệ, năm nay con 15 tuổi. Chàng ơi, tự nhiên ông khóc quá chàng luôn. Ông chạy tới kêu con bằng con nữa đó má. Anh Phúc, có phải là anh Phúc của tôi không? Có phải là anh Phúc về không? Cậu Tám. Dạ phải. Rồi anh Phúc của tôi đâu? Anh Phúc ở đâu? Đi rồi. Tại sao không giữ lại cho tôi? Vậy vậy sao tôi dám giữ? Cậu không hiểu gì hết. Tôi đã chờ đợi anh suốt 15 năm rồi. Bây giờ cậu Tám đi tìm giúp giùm tôi. Anh Kim đi phụ đi. Đi tìm phụ giùm em đi. Mình ơi, đừng bỏ em nữa. Đừng trốn em nữa. Em sẽ đi tìm anh đây. Em đi tìm anh đây. Anh Phúc. Má ơi. Anh Phúc ơi. Mình ơi. Hãy ở lại với em với con. Đừng bỏ con và em đi nữa mình ơi. Vì con Lệ nó rất cần có cha ruột của nó mà. Mình ơi, đừng bỏ mẹ con em mà. Đã bao năm dài lìa xa, nhưng lòng em vẫn luôn mong chờ anh về. Nói câu tình ơi mình, cho đứa con ngây thơ có cha bên mình, chứa chan tình thương cho con vui trọn. Ta tới sân nhà, về đâu cơn gió bâng khuâng, gió buồn nhớ ai. Ngoài kia từng tiếng chim kêu bầy, mây xám giăng đầy, sông nước điều hiu. Lòng ta buồn biết bao nhiêu, bỏ con thơ dài vỡ hiền bơ vơ. Đúng là giọng của chồng tôi rồi. Mình ơi, mình ơi, mình
ơi. Đừng, xin em đừng gọi tôi bằng tiếng mình đó nữa. Và cũng đừng bao giờ cho con nó biết tôi chính là cha của nó. Vì chính tôi đã tự dứt bỏ đi những điều thiêng liêng đó. Vì chính tôi đã tự đào hố sâu ngăn cách lối về xưa. Không, mình ơi, tôi đã nghe những lời phát xuất từ tâm can. Của người vợ chung tình và người bạn chí thân, càng làm tôi thèn tuổi, hận mình vô thủy vô chung. Tôi đã bỏ vợ xa con, còn bất hiếu với cha già. Chuyện đã qua em xin mình đừng nên nhắc lại. Mười lăm năm ly biệt đến hôm nay ta mới được trùng phùng. Mười lăm năm xa cách, lòng luôn hối hận ăn năn. Chờ mong về gặp lại vợ con, ta tội khi xưa chứ không mong tái hợp trùng phùng. Sống quạnh hiu suốt mười lăm năm dài thương nhớ, giờ đây ta gặp lại, tại sao anh nỡ nói tiếng chia lìa? Em hãy cùng kiếm nên vợ nên chồng, và cùng lo cho bé Lệ để tôi yên lòng cất bước ra đi. Không, tôi chỉ là cơn gió nhẹ thoáng qua cho một phút sống bờ gần sông, cho bên sông xưa không chìm trong tuyệt vọng mà giữ trọn niềm tin chờ đợi bóng con đò. Dòng gió đã qua, xin hãy tìm nhau nơi bến hồ, đừng để đời anh thêm một lần ân hận khi thêm một lần đánh mất đi người vợ thủy chung, một người vợ nhân từ đức hạnh bao dung, luôn đợi chờ anh suốt mười mấy năm dài đằng đằng. Tôi trả cho anh câu gừng cay muối mặn, anh trả lại cho tôi một tình bạn chân thành. Cảm ơn, xin cảm ơn những tấm chân tình mà hai người đã dành cho tôi. Nhưng tôi cảm thấy mình không xứng đáng. Tôi cầu chúc cho hai người được nhiều hạnh phúc. Ba mới từ mấy lâu nay con là một đứa trẻ không ba, mà con nào đâu có biết giờ gọi hai tiếng ba ơi nghe sâu ngàn ngàn ơi.
Giờ chợt hiểu ra con thấy tội cho mình. Má, má ơi sao từ lâu má không nói. Má nói ba Kim đây là ba ruột của con. Ba, ba về đây rồi, ba đừng đi nữa nghe ba. Có ba bên cạnh con sẽ mừng vui lắm. Con cứ thương là con thương ba, ba cũng thương ba, ba đợi ba về. Lệ ơi, ma xin lỗi con, là ma đã dối gạt con. Con hãy tha thứ cho má nghe con. Má, đây mới chính là cha ruột của con. Con đến với ba con đi con. Đây mà. Con ơi, ba như người đang trong giấc mộng, ôm con vào lòng mà như ôm cả một trời thơ. Con ơi, tình thương của con và sự bao dung của mọi người càng làm cho ba thêm thẹn tuổi. Hãy để cho ba được làm tròn bổn phận của một người cha đến hơi thở sau cùng. Cái bổn phận mà 15 năm qua ba đã vô tình đặt nặng lên vai của người khác con à. Anh Kim, anh Kim ơi, ơn của anh muôn đời tôi ghi tạc. Anh là giọt nắng hồng sưởi ấm cả mùa xuân. Thôi, được như thế này á là vui lắm rồi. Bé Lệ à, từ nay con đã có ba ruột của con lo cho con rồi đó. Không, nhưng con vẫn muốn có ba. Ba không có bỏ con đi. Thôi được rồi, ba không có bỏ con đâu. Ba. Lệ, con đừng khóc. Ba, ba Kim sẽ không bao giờ bỏ con đâu. Bây giờ con sẽ có tới hai người cha cùng yêu thương và chăm sóc cho con. Có thiệt vậy không má? Thiệt. Má. Ba. Con. Mình. Ba.